cách đây một tháng rất nhiều người bet vào là khả năng Fed sẽ giảm lãi suất là 0,75% thôi. Nhưng rõ ràng với những cái diễn biến kinh tế trong thời gian vừa qua thì thị trường đang bet vào cái câu chuyện đó là khả năng giảm lãi suất 1% là cao hơn. Ngay khi mà được cởi bỏ cái nút thắt về câu chuyện là suy thoái kinh tế thì index của chúng ta đã hồi phục ngay lập tức. Thì doanh thu một năm của Bách Hóa Xanh hiện tại là khoảng tầm 4.300 tỷ, 43.000 tỷ, thì P/E 1,5 lần, định giá của chuỗi này rơi khoảng tầm 65.000 tỷ. Và khi chúng ta cộng hai chuỗi này lại thì định giá của cả thế giới động sẽ rơi vào khoảng tầm 129.800 tỷ. Và từ đấy chúng ta chia số lượng cổ phiếu ra thì mỗi cổ phiếu thế giới động sẽ đạt cái mức mục tiêu là 8 tỷ. Chào mừng anh chị quay trở lại với chuyên mục review cổ phiếu tuần cùng Tuấn Minh và Quốc Tuyển trên kênh Chứng khoán TVI vào chiều thứ bảy hàng tuần. Hôm nay thì vì có một chút việc bận nên anh em sẽ quay vào tối thứ năm, cho nên là cũng chưa biết là cái diễn biến thị trường vào cái ngày thứ sáu là như thế nào cả. Nhưng mà chúng ta có thể tổng kết lại thị trường từ đầu tuần đến bây giờ cho chúng ta một cái gọi là rất bất ngờ, đúng không ạ? Thị trường tăng cực mạnh với rất nhiều cổ phiếu thì có mức tăng rất là tốt, cực kỳ tốt, đúng không ạ? Sau phiên thứ sáu tuần trước còn nhiều nghi ngờ thì tuần này thì mình nghĩ là cái sự nghi ngờ trên thị trường nó đã giảm đi rất nhiều rồi. Bởi vì index thì đã về gần đến đỉnh rồi. Rất nhiều cổ phiếu của trong danh mục chúng ta cũng như ngoài danh mục thì cũng vượt đỉnh, đúng không ạ? Rất nhiều cổ phiếu vượt đỉnh. Thế giới di động rồi FPT RT, đúng không ạ? Rất nhiều cổ phiếu, mình nghĩ là rất nhiều cổ phiếu cơ bản đang cho thấy một cái thị trường nó đang ổn hơn, dòng tiền vào tốt hơn. Và tất nhiên thì mình cũng muốn chia sẻ lại với mọi người là chúng ta cũng không cần thiết phải kỳ vọng nhiều quá vào thị trường hay là quá lo lắng là mình sẽ bị chậm chân, bị mất cơ hội. Bởi vì sao? Bởi vì thị trường, chả có thị trường nào đi lên thẳng đứng cả, đúng không ạ? Thị trường nào cũng sẽ lên rồi chỉnh. Và cái quá trình đi lên của thị trường vào trong một con sóng nó sẽ không dừng lại ở cái câu chuyện 3 tuần. Đúng, chúng ta có 3 tuần tăng giá từ cái đáy sâu nhất rồi. Đấy, nó sẽ không dừng lại ở 3 tuần nha. Rất ít khi. Do đó mà chúng ta không cần phải lo lắng quá nhiều. Điều chỉnh rồi sẽ có. Và người nào cầm hàng thì cũng không cần quá lo. Còn anh chị nào chưa có hàng thì mình nghĩ là cũng sẽ còn những cái điểm mua khác mà vẫn đủ cái khả năng để giúp mọi người đỡ rủi ro được. Đúng không? Còn nếu mà sau qua những cái điểm mua tới mà TVI chia sẻ thì khả năng cái mức độ rủi ro nó sẽ cao hơn nha. Cho nên anh chị sẽ tập trung để ý trong giai đoạn này. Hôm nay thì chúng ta sẽ quay trở lại để review một chút về vĩ mô và những cái danh mục cổ phiếu tiềm năng của chúng ta, xem là có những thay đổi gì cực kỳ hot trong tuần này không nhé. Fed bao giờ giảm lãi suất? Thì đây là một thông tin nóng hổi mà có lẽ là trong 2 tuần vừa qua rất nhiều anh chị và các bạn quan tâm. Nói về lộ trình giảm lãi suất của Fed, ngay trong tháng 9 này thôi, Fed sẽ bắt đầu quá trình giảm lãi suất của mình. Và trong tuần vừa rồi chúng ta có một thông tin quan trọng, đó là biên bản cuộc họp FOMC của Fed. Mọi người hình dung là khi mà Fed họp ấy thì họ sẽ công bố cái kết quả ra trước. Và sau đó thì khoảng tầm 2 tuần thì họ sẽ bắt đầu công bố cái biên bản của cuộc họp đấy, cho biết chi tiết trong cuộc họp đấy, ngoài kết quả ra thì cái quá trình họ đưa ra quan điểm nó là như thế nào. Anh Minh đánh giá sao về cái sự kiện này? Chung là chúng ta có thể thấy đó là một cái tuần mà thị trường cũng khá là êm đềm, khi mà cũng không có những cái biến động gì vĩ mô cả. Chứng khoán Mỹ thì cũng biến động rất là nhẹ nhàng, đúng không? Rất nhẹ nhàng tình cảm thôi. Và có một thông tin mà mình nghĩ là cũng khá tích cực Tuyển chia sẻ, đó là cái việc mà chắc chắn sẽ giảm lãi suất. Và cái giọng văn của Fed cũng mềm mỏng hơn rất là nhiều rồi, cũng đang rất tự tin vào cái lạm phát nó sẽ giảm về mục tiêu, và cái câu chuyện là việc làm nó sẽ không quá xấu, tức là khắc phục cả hai yếu tố, đó là lo sợ lãi suất cao và hai là lo sợ suy thoái xảy ra, đúng không ạ? Đều nhấn mạnh lại là không có chuyện suy thoái, đúng không ạ? Còn lộ trình giảm như thế nào thì Tuyển chia sẻ kỹ hơn cho mọi người. Đây là cái bảng thống kê của một cái công cụ theo dõi giảm lãi suất. Thì mọi người thấy rằng là cái xác suất giảm lãi suất của Fed ấy, ở thời điểm đây là cái xác suất giảm lãi suất đến cuối năm nhé, hết năm 2024, thì hiện tại cái thị trường đang bet vào câu chuyện là Fed có khả năng giảm 1% lãi suất với xác suất là 44,3%. Và cái điều đặc biệt đây đó là cách đây một tháng rất nhiều người bet vào là khả năng Fed sẽ giảm lãi suất là 0,75% thôi. Nhưng rõ ràng với những cái diễn biến kinh tế trong thời gian vừa qua thì thị trường đang bet vào cái câu chuyện đó là khả năng giảm lãi suất 1% là cao hơn. Ở đây chúng ta thấy hai điều. Đầu tiên, đó là cái lo lắng về suy thoái thì nó đã giảm mạnh, nhưng mà kịch bản tăng trưởng kinh tế chậm lại thì nó chiếm ưu thế. Trước thì rất nhiều người gọi là lo sợ và nghĩ rằng là Fed phải giảm lãi suất ngay. Tháng 9 là phải giảm ngay rồi. Nó đẩy cái rủi ro là giảm lãi suất cao hơn, tức là 1,5% nó cao hơn. Cách đây một tuần, 1-2 tuần nó cao hơn. Và cái thứ hai nữa là cái khả năng giảm lãi suất 1% đang chiếm ưu thế. Thì trước đây ngày xưa nghĩ là thong dong thôi, 0,75% thôi. Nhưng bây giờ bet từ giờ cuối năm là giảm 1%. Đấy. Mạnh hơn một chút, và mọi người có thể để ý đấy là cái áp lực về tỷ giá, đúng không ạ? Nó đã giảm đi rất nhiều rồi. Ngay kể cả như là thị trường chứng khoán thôi.
ngay khi mà được cởi bỏ cái nút thắt về câu chuyện là suy thoái kinh tế thì index của chúng ta đã hồi phục ngay lập tức, gần như là ngay lập tức, rất là mạnh và gần như là sự ngỡ ngàng của mọi người. Bởi vì thông thường thì mình thấy là khi mà có một cái sự kiện diễn ra thì bản chất lúc đầu thì nó chỉ là một cái sự kiện để mà khiến mọi người tin vào nhịp giảm, đấy là hợp lý thôi, tức gọi là tìm lý do cho cái nhịp giảm của VN Index. Tuy nhiên thì sau khi đó thì khi tất cả mọi người đều tin là thị trường giảm rồi thì mọi người cũng quên cái câu chuyện Mỹ suy thoái đi, đúng không? Và khi thị trường tăng lại thì mọi người lại nghi ngờ, bởi vì trước đó mọi người lại bị ghim cái đầu là à, thị trường nó giảm mạnh quá rủi ro, cho nên chúng ta không thể mua hàng được. Và rất nhiều anh chị thì cầm cũng hơi tiếc là bán mất hàng hoặc là cầm full tiền mặt, và lo sợ quá mức cầm full tiền mặt trong khi cổ phiếu thì vẫn chưa vi phạm. Thì mình nghĩ là nó cũng làm những cái lỗi mà do cảm xúc của chúng ta điều khiển, thì mọi người có thể xử lý dần, họ có thể xử lý dần. Còn những câu chuyện về vĩ mô thì TV2 vẫn luôn luôn chia sẻ với mọi người rồi. Chúng ta cần những cái data nó kỹ hơn và cần những cái action mà nó đánh giá về cực kỳ chi tiết để tránh cái tình trạng là chúng ta action nó, tức là hành động nó quá mức. Đó, như kiểu bây giờ mà sắp tới mà nhà nước, ngân hàng nhà nước giảm lãi suất điều hành OMO, đó, không phải lãi suất điều hành, sorry mọi người, lãi suất OMO, rồi tỷ giá thì cũng hạ nhiệt tiếp. Thế là một loạt tin tốt nó bơm ra đúng khi mà thị trường đã tăng quá mạnh, thì mọi người thấy nó rủi ro hơn nhiều, đúng không? Đấy, cho nên là quá tốt chúng ta cũng sẽ phải kiềm lại, và quá xấu, nếu khi mà số đông nghĩ là quá xấu, chúng ta cũng sẽ phải đánh giá thật kỹ. Chúng ta sẽ không chủ quan nhưng phải đánh giá thật kỹ để đưa ra chiến lược tốt nhất. Ok, thì đấy là một chút về vĩ mô, và bây giờ chúng ta sẽ đi đến phần quan trọng nhất là chúng ta review lại cái danh mục, đúng không? Danh mục chúng ta nắm giữ, những danh mục cổ phiếu tiềm năng của TVI, xem là tuần này thì có những thay đổi như thế nào và cái quan điểm của TVI có thay đổi gì không khi mà một vài cổ phiếu nó đã tăng mạnh rồi, đúng không? Đầu tiên là cổ phiếu Thế Giới Động. Đây là một cổ phiếu mà cũng gây tranh cãi rất nhiều về câu chuyện định giá. Ở thời điểm này có người đã nói định giá cao rồi, có người đã nói định giá là vẫn còn đang còn rẻ. Vậy thì hôm nay TVI sẽ đưa ra quan điểm của mình về câu chuyện định giá của Thế Giới Động nhé. Nếu chúng ta nhìn vào các mảng kinh doanh của Thế Giới Động thì chúng ta sẽ định giá theo gọi là định giá từng phần. Từng mảng kinh doanh một chúng ta sẽ có những phương pháp định giá khác nhau. Đối với hai mảng kinh doanh chủ lực của Thế Giới Động chiếm phần lớn doanh thu, đó là mảng Thế Giới Động bán điện thoại và mảng điện máy xanh là bán điện máy. Hai mảng này đang chiếm đâu đấy khoảng tầm 67% doanh thu của Thế Giới Động, đúng không? Chiếm rất lớn. Thì đối với hai mảng này đã là hai mảng gọi là rơi vào giai đoạn bão hòa rồi. Sắp tới cái triển vọng tăng trưởng của nó không còn nhiều, nhưng chủ yếu sẽ triển vọng gọi là duy trì một cái lợi nhuận ổn định cho doanh nghiệp, đúng không? Trong một cái chu kỳ ổn định. Thì TVI đưa định giá của chuỗi hai chuỗi này như sau. Đó là khi mà chúng ta gộp chung hai chuỗi này lại thì một năm hai chuỗi này có thể tạo ra lợi nhuận khoảng tầm 5.000 tỷ. Và với định giá là duy trì 13 năm là hoàn vốn, đúng không? P/E 13 lần. Tức là chúng ta mua một doanh nghiệp đầu ngành, vị thế đầu ngành với giá là 13 năm hoàn vốn, thì định giá của chuỗi Thế Giới Động và điện máy xanh sẽ rơi vào khoảng tầm 65.000 tỷ. Đơn vị ở đây là tỷ đồng. Và thứ hai là đối với chuỗi mà tạo nên cái sự kỳ vọng cực kỳ lớn cho Thế Giới Động ở giai đoạn hiện tại, đó là chuỗi Bách Hóa Xanh. Đây là chuỗi Bách Hóa đầu tiên có lãi của ngành bán lẻ ở Việt Nam, của cái ngành bán lẻ tạp hóa ở Việt Nam. Chúng ta biết rất nhiều đến Winmart, BRG, Sài Gòn Co-op Mart, nhưng tất cả các chuỗi đấy chưa chứng minh được sự thành công của mình. Trong khi đó thì Bách Hóa Xanh đã có quý đầu tiên có lãi. Và đây là chuỗi mà nó tạo ra cái sự kỳ vọng cực kỳ lớn cho Thế Giới Động, đó. Tiếp bước cái đà tăng trưởng sau khi mà hai chuỗi Thế Giới Động và Điện Máy Xanh đã dừng chân. Thì hiện tại Bách Hóa Xanh đang chiếm 30% doanh thu của Thế Giới Động. Và với định giá doanh thu, chúng ta sẽ dùng phương pháp là định giá trên doanh thu. Bởi vì tất cả các chuỗi mà startup như này chúng ta sẽ dùng cái P/S nhé. Thì doanh thu một năm của Bách Hóa Xanh hiện tại là khoảng tầm 43.000 tỷ. Thì P/S 1.5 lần, định giá của chuỗi này rơi vào khoảng tầm 65.000 tỷ. Và khi chúng ta cộng hai chuỗi này lại thì định giá của cả Thế Giới Động sẽ rơi vào khoảng tầm 129.800 tỷ. Đó. Và từ đấy chúng ta chia số lượng cổ phiếu ra thì mỗi cổ phiếu Thế Giới Động sẽ đạt cái mức mục tiêu là 89.000 đồng một cổ phiếu. Và anh Minh có đánh giá thêm gì về câu chuyện của định giá Thế Giới Động không? Một cái điểm mà cực kỳ quan trọng nữa mà chúng ta để ý trong cái tuần vừa rồi mà mình muốn nhắc lại với mọi người, đó là nó sẽ thay đổi rất lớn đến cái kỳ vọng về Thế Giới Động. Đó là câu chuyện anh CEO của Thế Giới Động, của Bách Hóa Xanh là anh Trọng, có chia sẻ là đâu đó cái công thức thành công cho những cái vùng miền khác ngoài miền Nam. Bởi vì biết bây giờ Bách Hóa Xanh chỉ có trong miền Nam thôi, đúng không? Chưa ra miền Trung và cũng chưa ra miền Bắc.
Nhưng mà anh bách hóa xanh trong miền Nam thì vẫn có dư địa mở mở thêm, năm nay mở thêm 100 cái, năm sau thì chưa biết. Nhưng mà cái quan trọng là đã có công thức khoảng 80 đến 90% là có thể thành công ở những cái tỉnh thành khác rồi. Liên quan đến chuỗi cung ứng, liên quan đến nhà cung cấp, liên quan đến cách để thu hút khách hàng, 80 đến 90% rồi. Đấy là một cái rất quan trọng. Chúng ta không quan tâm là mấy năm nữa nó có thành công thật ở các miền khác hay không, mà cái quan trọng là bây giờ tất cả thị trường đang tin là Bách Hóa Xanh đã thành công ở Việt Nam và công thức đã chiến thắng, đã rất rõ, gọi là cửa hàng đến gọi là giới hạn phục vụ, tức là anh gọi là đến giới hạn phục vụ rồi. Cho nên doanh thu không tăng trưởng được nhiều nữa bởi vì khách nó quá đông, cửa hàng diện tích như thế nó chỉ phục vụ được tầm đấy khách thôi. Đấy, cho nên mình nghĩ là cả câu chuyện thị trường sẽ vẫn sẽ tin cái câu chuyện là mở ra miền Trung và miền Bắc là thành công thôi. Đến hiện tại thì mình vẫn cũng đang rất tin vào cái điều đấy, và mặc dù mình vẫn phải tỉnh là đấy chỉ là một cái hiệu ứng gọi là hào quang thôi, tức là vì mình tin là quá khứ làm được, bây giờ làm được thôi đấy. Nhưng mà mình nghĩ là nó sẽ là tạo ra cú hích rất lớn để kéo cái định giá của Bách Hóa Xanh lên. PS 1.5 là rất là bình thường thôi, nó Đúng cũng rồi. rất là bình thường thôi, bởi vì nếu mà mở rộng các miền sau thì năm sau doanh thu nó tăng gấp rưỡi là bình thường, Đúng thực rồi. sự như vậy đấy. Cho nên là với hiện tại thì TVA đánh giá cái tăng trưởng di động thì vẫn đang rất là mạnh và định giá thì vẫn ở vùng rẻ. Tất nhiên thì cổ phiếu thì đã tăng quá cái điểm mua chúng ta rồi, tức là đã tăng trên 10% từ này rồi, do đó chúng ta sẽ đợi những cái điểm mua tiếp theo nó đúng điểm đấy. Tại vì bây giờ anh chị mới vào thì mình nghĩ là hầu hết là anh chị muốn đầu tư theo theo xu hướng, cũng đầu tư tăng trưởng nhưng mà theo xu hướng nhiều hơn thôi, chứ không không hẳn là mua nền. Cho nên chúng ta vẫn cần một cái điểm mua an toàn hơn để tránh mọi người có những cái vị thế lỗ ngắn hạn đấy. Thì cái điểm mua thì TVI sẽ chia sẻ rất chi tiết trong room khách hàng khi mà có những điểm mua đẹp cho mọi người với thế động nhé. VA là một cổ phiếu tích sản và hôm nay thì giá cổ phiếu đã tiếp tục tăng. Cụ thể là trong tuần này thì giá cổ phiếu đã tăng từ cái vùng mà chúng ta nói là tích sản lên cái vùng mà hiện tại đang lãi khoảng tầm 8% rồi. 8% rồi. Và em có gửi lại một cái trong Zoom khách hàng, trong Zoom trải nghiệm của TVI, tức là dành cho tất cả các anh chị và các bạn nào muốn tham gia vào cái cộng đồng. Đó là tuần nào chúng ta có một cái tiêu đề, đó là đây là cổ phiếu tích sản này, điểm mua tích sản liên tục trong 3 tháng này. Đúng không? Và em cũng nói với mọi người rằng là nhiều khi đầu tư cũng chỉ là mấy công thức toán học từ cấp 1 thôi. Tức là bây giờ chúng ta thấy rằng là cái câu chuyện tích sản là sao? Tức là VA thì chắc chắn là họ sẽ phải trả cổ tức hàng năm. Và năm nay thì đang trình là khả năng sẽ là trả cổ tức 5.000 đồng. Và tại sao anh Minh và Tuyển hay nói mọi người là phải mua ở cái vùng 42? Tại vì đây sẽ là vùng mà mọi người lấy năm ấy, tức là cái cổ tức mọi người nhận được ấy, chia cho cái giá mọi người phải trả là 42 ấy. Thì cái tỷ suất sinh lời rơi khoảng tầm 12%. Đó. Thì tức là nó gấp đôi so với lãi suất ngân hàng ở thời điểm hiện tại. Thì rõ ràng một cổ phiếu như này mua và cứ để đấy thôi là yên tâm rồi, đúng không? Thì cũng không ngờ là đến lúc trước khi chia cổ tức thì cổ phiếu lại có một nhịp kéo như này. Thì chúc mừng tất cả các anh chị và các bạn nào đã nghe livestream, nghe video này và đã mua được cổ phiếu VEA. Và đây nhân tiện thì nếu mà anh chị và các bạn muốn tham gia cái Zoom trải nghiệm này thì anh chị có thể quét vào cái đường QR này nhé. Đấy, vào QR này thì chúng ta sẽ cùng giao lưu với nhau, chia sẻ với nhau những câu chuyện về triển vọng doanh nghiệp trong các Zoom của TVI. Còn xét về triển vọng ngắn hạn và trung hạn của VA thì sao anh Minh? Chung là mình nghĩ là cái câu chuyện vẫn sẽ có một cái chút câu chuyện về hồi phục. Còn về mặt thực tế thì mình nghĩ là cái tiêu thụ xe máy, đúng không? Lợi nhuận chủ yếu VA là xe máy mà. Nó cũng sẽ không tăng trưởng được quá mạnh trong trong tầm 1 2 năm tới, bởi vì bây giờ VinFast vẫn đang đốt tiền để đẩy xe điện các kiểu ra. Đúng không? Thì có thể nó sẽ có một catalyst nữa, đấy là cái kiểm tra khí thải đấy. Kiểm tra khí thải xe máy thì có thể nhiều xe máy cũ nó sẽ phải thay mới. À, nó sẽ hỗ trợ một phần cái nhu cầu. Và cái hỗ trợ lớn nhất vẫn là cái nhu cầu hồi phục từ kinh tế. Cái sản lượng xe máy tháng vừa rồi cũng tăng khá tốt, cực kỳ tốt. Quay trở lại cái vùng mà cũng ổn hơn. Nhất là mấy tháng tới thì lại đến nhập học nữa. Đấy, thì nhu cầu cũng sẽ tốt lên. Thì mình nghĩ là VA thì thực ra là nếu tích sản thì phải mua cái vùng 40 42 thôi. Đấy. Còn nếu anh chị nào bây giờ mới hỏi và mới xem một lần đầu video thì ok. Cái vùng này mình nghĩ là vẫn có thể tích sản được, nhưng mà cái tỷ trọng phải thấp hơn. Còn anh chị nào mà cũng xem lâu rồi mà bây giờ mới hỏi tích sản thì mới nghĩ là nó sai bản chất rồi. 40 42 nó mới là tích sản, nhưng bây giờ thì cổ phiếu tăng mạnh rồi thì mọi người đánh theo trend thôi, tức là theo theo tin về tăng trưởng mấy quý sắp tới thì mình nghĩ là 2 quý tới nó có tăng trưởng. Đấy thì mọi người nên liệt vào hàng theo trend thôi. Đấy, còn tích sản thì phải là nguồn tiền mà như mình chia sẻ là nguồn tiền mà mọi người không dùng đến trong ít nhất là tầm 1 năm rưỡi 2 năm cơ. Để nó thể hiện rõ được cái tính chất chịu của tức của nó cơ. Đấy, và hơn là nhiều lãi suất ngân hàng. Còn không thì nếu mà cứ dùng lẫn lộn cái nguồn tiền gọi là đang đầu tư tăng trưởng theo trend lại chuyển sang tích sản thì thực ra là nó sai bản chất, thành ra mọi người sẽ rất tâm lý. Nhất là đợt trước mà anh chị hỏi mua vùng 4
đây 46 đợt trước thôi, ngay 46 thôi, bây giờ nó giảm về 40 thì chẳng nhẽ nó không bán, đúng không? Rất là khó, nó bị lẫn lộn, cho nên mình nghĩ là cái nguồn tiền nó phải phân bổ rõ đấy, để mọi người đầu tư tích sản nhé, nhớ câu chuyện đấy. FRT thì chúng ta đồng hành cũng rất là lâu rồi, cũng loanh quanh khoảng tầm hơn năm rồi. Và thực ra đấy là cái giai đoạn chúng ta đồng hành gọi là kỹ nhất với FRT, khi mà câu chuyện của Long Châu nó dần bung ra. Và đến thời điểm hôm nay cũng rất là bồi hồi khi mà phải nói rằng đây có lẽ là giai đoạn chúng ta chuẩn bị đón cái sóng cuối của Long Châu, trước khi mà họ có những câu chuyện mới liên quan đến những cái việc mở rộng bệnh viện hay là mở rộng những cái chuỗi hệ sinh thái trong cái việc chăm sóc sức khỏe của mình. Và câu chuyện cuối cùng của Long Châu đó là câu chuyện về IPO. Và trước khi nói về câu chuyện này thì chúng ta sẽ cùng cập nhật trong tuần vừa qua. Em thấy rằng là có thông tin đó là nhà thuốc của cái trung tâm tiêm chủng của Long Châu thì đã cán mốc 100 cái trung tâm tiêm chủng rồi. Thì anh Minh có đánh giá thêm gì về triển vọng của cái trung tâm tiêm chủng này trong cái hệ sinh thái của Long Châu hay không? Tức là cái trung tâm tiêm chủng là một cái ngành mà nó cũng khá là tiềm năng. Khá tiềm năng. Mà Việt Nam thì nó cũng vẫn còn dư địa tăng trưởng khá nhiều. Cho nên nó cũng là một cái key để mà nếu mà Long Châu đến giới hạn của mình thì nó sẽ tạo một cái kỳ vọng mới để LRT lên tiếp. Đấy, tuy nhiên thì mình nghĩ là năm nay thì chắc là chưa, năm nay thì vẫn chủ yếu tập trung vào Long Châu thôi. Đấy, còn lại cái chỗ tiêm chủng thì mình cũng có hỏi một vài người trong ngành cũng hỏi trực tiếp. FRT thì thực ra là cũng chưa thể kỳ vọng được cái trung tâm tiêm chủng này có lợi nhuận nó ổn được. Nó có doanh thu ok rồi, có doanh thu để tạo được kỳ vọng dần rồi. Đấy, nhưng mà để mà đóng góp vào kết quả kinh doanh thì chưa. Đấy. Và nếu chúng ta kỳ vọng thì tóm lại là chúng ta vẫn kỳ vọng câu chuyện lớn nhất lúc này đó là IPO Long Châu. Tuyển thì có nghe được những cái câu chuyện về câu chuyện IPO này rồi, cũng rất nhiều những cuộc trao tay trước khi mà cái diễn biến này chính thức xảy ra, và có khi là giá cổ phiếu có lẽ là rất gần rồi, rất gần ở cái thời điểm mà chúng ta định giá là phải trên 200 rồi, đúng không? Thì tôi nghĩ là trong tuần sau có thể đâu đấy cổ phiếu này nó sẽ đạt được cái kỳ vọng của rất nhiều người thôi. Và cái định giá của Long Châu tại thời điểm IPO trong tuần trước chúng ta cũng đã chia sẻ rồi, đó là sẽ neo theo, chúng ta sẽ dựa vào cái định giá của những cái chuỗi thuốc ở bên Trung Quốc, bởi vì nó rất giống với mô hình của Long Châu. Cái mô hình này ở bên Trung Quốc thì họ đã làm rất lâu rồi. Hôm qua thì Tuyển có đọc một báo cáo bên Trung Quốc thì số lượng cửa hàng chuỗi thuốc ở Trung Quốc nhé, nó rơi vào khoảng tầm 630.000 chuỗi thuốc, số lượng cửa hàng thuốc mà tính theo chuỗi. Mà nếu mọi người nhìn Long Châu ấy là chuỗi thuốc lớn nhất ở Việt Nam ở thời điểm hiện tại ấy, thì nó chỉ rơi vào khoảng đâu đấy là khoảng tầm 1.700 thôi, 1.700 thôi, đúng không? Và định giá của các chuỗi này thì mọi người thấy nếu chúng ta dùng cái phương pháp là P/S ấy, giống như là vừa rồi mình định giá Bách Hóa Xanh ấy, thì các chuỗi như là Shanghai này, đúng không? Hay là Yifeng này, Yifeng là mình thấy báo cáo viết cực kỳ nhiều luôn. Thì định giá của họ rơi vào khoảng tầm ở đây, mọi người thấy không? Thời điểm như biết định giá là 1.7 lần P/S này, 2.5, 2.6 và 4.6 này, tức là loanh quanh khoảng tầm hơn 2 lần P/S. Và vốn hóa của họ cũng rất là đa dạng, từ 2.5 tỷ đô cho đến thậm chí là như đây là doanh nghiệp này 24 tỷ đô ở cái thời điểm hiện tại luôn, đúng không? Thì định giá của họ loanh quanh khoảng tầm 2 lần P/S, thì tôi nghĩ rằng hoàn toàn có thể lấy cơ sở định giá này để tham khảo cho câu chuyện của Long Châu được. Và mọi người biết là hiện tại thì Long Châu đang có doanh thu khoảng tầm 23.000 tỷ một năm, mà với P/S là 2 lần thì có thể cái định giá sẽ lên khoảng tầm 46.000 tỷ. Nếu mà chúng ta cứ mơ mộng thế đi, 46.000 tỷ mà mọi người biết là vốn hóa của FRT hiện tại đang rơi khoảng tầm 24.000 tỷ. Tỷ đô rồi. 24.000 tỷ, tỷ đô. Đúng không? Thì mọi người tính ra cái cơ sở của nó, đúng không? Sẽ còn rất nhiều kỳ vọng. Và nói về câu chuyện triển vọng ngắn hạn và trung hạn của FRT thì rõ ràng là vẫn tăng trưởng, đúng không? Mọi người nhớ năm ngoái sẽ vẫn là một cái năm rất là bết bát, cả về đặc biệt là cái câu chuyện của FPT Shop, đúng không? Và định giá tất nhiên rồi, TVI luôn để màu vàng. Tại sao lại như vậy? Bởi vì mọi người hình dung rằng cái định giá ấy, nó là cái câu chuyện vô cùng lắm. Ngay từ thời điểm tháng 10 năm ngoái, khi mà TVI chia sẻ về câu chuyện định giá của Long Châu, thì mọi người hiểu rằng là định giá bản chất là định ra một cái giá. Và định giá như thế là dựa vào định giá của các bên quỹ khi mà họ mua với nhau. Và chẳng qua chúng ta là những nhà đầu tư cá nhân, chúng ta sẽ dựa vào những định giá đấy. Nó thấy rằng là ấy, họ trao tay với nhau ở cái vùng giá có thể là hơn 200, đúng không? Do đó chúng ta là những người nhà đầu tư cá nhân thì chúng ta sẽ được hưởng lợi nhờ những con sóng như vậy. Nên với cái câu chuyện đó là đầu tư thì phải tư vấn một cách rất là khách quan và an toàn, thì TVI vẫn để cái định giá cho mọi người là vùng fair value, tức là cái vùng giá hợp lý. Và nếu anh chị nào có cổ phiếu thì chắc chắn rồi, chúng ta sẽ tiếp tục nắm giữ cổ phiếu FRT này nhé.
Xuất khẩu thì em đã thấy có số liệu công bố giữa tháng 8 rồi. Thì mình đánh giá như thế nào về cái số liệu xuất khẩu của các ngành hiện tại? Em là cũng muốn mượn cái số liệu xuất khẩu này để cập nhật cho mọi người những cái cổ phiếu dệt may trong danh mục của chúng ta và cũng như cái chiến lược với nhóm này. Đúng không? Mọi người để ý đó là cái nửa đầu tháng 8 thì cái xuất khẩu dệt may tăng khá là mạnh, đạt hơn 1,8 tỷ đô la Mỹ, đúng không? Hơn 1,8 tỷ đô la. Và cái câu chuyện đó là cái xuất khẩu dệt may như thế này thì nó đã một nửa tháng mà được như này nhá, thì nó đã gần ngang cái mức đỉnh vừa đạt được ở cái tháng trước. À, tháng trước thì đâu đó là được tầm hơn 3 tỷ 6 đấy. Thế này thì cả tháng nó đâu đấy nó ước tính nhân đôi lên thì nó khoảng tầm 3 tỷ 7. Đúng không? Và so với nửa đầu tháng 7 thì lúc này đang cao hơn. Chúng ta sẽ đợi nốt cái nửa cuối tháng của nửa cuối tháng này. Đúng không? Để xem là cái ngành dệt may nó có hưởng lợi được từ Bangladesh hay chưa. Mình nghĩ là ngắn hạn thì nó sẽ chưa nhiều, nhưng mà nó sẽ hỗ trợ cái câu chuyện của thị trường là một. Và cái thứ hai là chắc chắn là mình vẫn sẽ được hưởng lợi, bởi vì mình biết là bây giờ Bangladesh nó cực loạn, rất loạn luôn. Mà câu chuyện là khách hàng thì không thể nào mà cứ dừng chân đấy mãi được. Tuy nhiên thì cái chuyển đơn hàng nó sẽ mất thời gian. Vừa rồi thì họp TNG thì bảo là cũng chưa có khách hàng nào cả. Mà TNG thì cũng full công suất rồi, không nhận được. Nhưng mà những cái ông như bên dưới vẫn đang thừa công suất, như Mai Sông Hồng hay là Hòa Thọ, rất nhiều những cổ phiếu dệt may khác làm về những cái hàng phổ thông, thì mình nghĩ là khả năng nó sẽ được hưởng lợi khá cao đâu đó một phần, chưa kể là phục hồi chung từ nền kinh tế thế giới, đơn hàng hồi phục nữa. Nó dệt may vẫn là một cái ngành mà mình nghĩ là đang có câu chuyện cực tốt từ vĩ mô ủng hộ, nhất là sau Bangladesh thì nó đang gọi là tràn ngập trong cái tư tưởng chúng ta về view dệt may, và cộng thêm cái câu chuyện lợi nhuận tháng 7 của TNG cực tốt nữa. Mai Sông Hồng thì thực ra là mới chỉ hồi phục thôi, nó còn chưa hồi phục về cái vùng gọi là bình thường của nó, chạy full công suất của nó cơ. Đấy, cho nên tại sao TVI có pick Mai Sông Hồng và TNG thì pick lâu rồi. Đấy, mọi người có thể tham khảo. Đối với FPT thì cũng là một cái cổ phiếu mà cũng rất nhiều anh chị quan tâm. Thì tuần trước thì chúng ta cũng có update lại cho mọi người rồi, đó là cái câu chuyện lợi nhuận của FPT trong cái tháng vừa rồi thì nó cũng ở mức khá cao, nhưng mà gọi là chưa gọi là quá kỳ vọng đối với nhà đầu tư chung, đúng không ạ? Tất cả những cái câu chuyện của FPT bây giờ thì mình nghĩ là nó sẽ xoay quanh cái câu chuyện đó là AI thì liệu nó có tạo ra một cái làn sóng kỳ vọng nữa hay không, đúng không? Thì đấy là cái mà mình nghĩ là nó sẽ là một cái cú hích rất lớn để đẩy giá FPT trong cái khoảng thời gian ngắn sắp tới. Đấy là cái câu hỏi đầu tiên mà mình muốn mọi người để ý sắp tới. Liệu rằng những cái làn sóng AI nó có tiếp tục, như kiểu Nvidia có tăng mạnh tiếp hay không này, đúng không? Những cái cổ phiếu liên quan đến công nghệ AI nó có tạo ra cái sức nóng trên thị trường hay không? Đấy là những cái thứ nó sẽ ảnh hưởng đến tâm lý nhà đầu tư nhìn về cổ phiếu FPT. Và sau đấy, một cái câu chuyện lớn hơn, như cái câu chuyện lợi nhuận ở đây, đó là những cái thị trường mà FPT đang làm dịch vụ. Đây, tuyển cho mọi người xem cái hình tiếp theo về những cái thị trường FPT có làm dịch vụ. Đúng không? Đấy, gồm Nhật này, rồi Mỹ và APAC, tức là thị trường châu Á Thái Bình Dương đấy. Và cái mảng lớn nhất vẫn là cái mảng doanh thu chuyển đổi số kìa. Mọi người sẽ nhìn vào để mọi người xem là trong các tháng sắp tới thì cái tăng trưởng nó có cải thiện hay không. Bởi vì chúng ta đã thấy là ký mới thì rất nhiều rồi, hợp đồng ký mới thì rất cao, rồi AI thì cũng ra rồi. Tuy nhiên thì cái lợi nhuận mà vẫn duy trì ở 25% một tháng thôi, đúng không? Tăng trưởng 25% thôi, thì câu chuyện nó chưa đủ mạnh để mình nghĩ là FPT có thể tạo ra một cái sóng mạnh mới. Nó chỉ là những cái sóng gọi là hồi phục lên xuống thôi. Nó chưa tạo ra một cái kích hoạt cho thị trường để nó tạo ra những cái nhu cầu mới và kỳ vọng FPT đẩy lên PE tầm độ 35 lần. Đúng không? Nếu mà không có thì mình nghĩ vẫn sẽ phải đợi câu chuyện thời gian tích lũy lại, đợi lợi nhuận tăng lên, PE nó tự động giảm xuống. Đúng không? Còn chắc chắn thôi, FPT vẫn là một cổ phiếu mà mình nghĩ là trong vài năm tới chúng ta không thể nào mà rời bắt được. Và anh chị có thì vẫn nên nắm giữ thôi. Đúng không? Định giá thì đang ở vùng phe thôi, cũng không có gì gọi là quá đắt đỏ cả. Đúng không? Và với câu chuyện của ngân hàng thì mình đánh giá sao? Chung ngân hàng thì mình nghĩ là chúng ta vẫn nhìn lại câu chuyện đó là định giá đang rất là rẻ thôi. Và mình cũng có chia sẻ trong room anh chị khách hàng, và ngay cả cái room trải nghiệm, đúng không? Nếu anh chị nào vào thì mình cũng có chia sẻ câu chuyện đó là ngân hàng thì chúng ta đang có rất nhiều những yếu tố ủng hộ rồi. Chi phí huy động thì giảm, đúng không? Mọi người nhìn cái chart ở đây, chúng ta đã chia sẻ với nhau khá nhiều. Chi phí huy động thì sẽ càng ngày giảm, bởi vì cái hợp đồng vay thì nó sẽ đáo hạn trong bình thường, cái khoản vay nhiều nhất là toàn tầm 12 tháng khoản tiền gửi, sorry mọi người. Và mọi người nhìn đến tận quý 3 năm ngoái thì lãi suất vẫn đang quanh quanh tầm hơn 6%, 7%, có những ngân hàng vẫn cao hơn. Thì những cái khoản này mà nó đáo hạn, đúng không? Những khoản này mà nó đáo hạn thì cái chi phí lãi vay sẽ quay trở lại cái vùng
chi phí huy động quay trở lại vùng 4,5 đến 5% như lãi suất huy động hiện tại. Do đó mà TPI có view trước cho mọi người từ rất lâu rồi, đó là càng về cuối năm thì cái chi phí huy động càng giảm, và khiến và chi phí giảm thì lợi nhuận tăng lên, đúng không? Về cái câu chuyện thứ hai thì bây giờ mới biết là luật đất đai sửa đổi chưa cần thôi, thì kinh tế đã hồi phục tốt, tín dụng đã tăng trưởng ok rồi. Thì bây giờ rất nhiều những dự án mới của Vin rồi sắp tới khi mà luật đất đai đi vào, nhiều dự án được thông, thì mọi người biết là cái tín dụng bất động sản nó chiếm rất lớn, nó sẽ làm cho cái tăng trưởng về tín dụng, tăng trưởng về thu nhập lãi của ngân hàng sẽ rất cao. Đấy là câu chuyện thứ hai. Và câu chuyện thứ ba đấy là cái câu chuyện về nợ xấu. Novaland thì vừa mới có tin là được bán thêm hơn 90 căn hộ nữa ở trong Aqua City. Đấy, mọi người đọc báo thì có thể thấy. Mình hay trêu vui đấy là cứ thấy Novaland mà tăng thì khả năng là MB rất là vui. Yên tâm. Yên tâm công tác, MB rất là vui. Đúng không? Và ngân hàng với những cái câu chuyện và định giá rẻ như này thì TPI vẫn ưu tiên với mọi người hai cổ phiếu mà trong dài hạn mình nghĩ là ok nhất, đó là MB và Tech. Đấy là hai cổ phiếu mà cái cơ bản mà cái mình hay nói là cái hoạt động kinh doanh ở thực tế, nếu anh chị nào có dùng ngân hàng và anh chị nào có vay ngân hàng, đúng không? Dùng dịch vụ của ngân hàng thì hai ông này là cái ông là dịch vụ tốt nhất, những cái sản phẩm của nó là tốt nhất thị trường, và gọi là cải thiện sản phẩm, cái tốc độ cải thiện sản phẩm nó tốt nhất. Cho nên là dài hạn mình vẫn ưu tiên hai cổ phiếu này. Còn tất nhiên là ngân hàng quốc doanh hay ngân hàng khác thì nó vẫn rẻ và nó vẫn sẽ có câu chuyện khi mà nếu mà sóng ngân hàng đi lên, đúng không? Nhất là quốc doanh thì vừa rồi thì có thêm cái câu chuyện là tin đồn là câu chuyện là chia cổ tức bằng cổ phiếu đấy, đúng không? Và đánh giá về triển vọng chung của ngân hàng thì như anh Minh chia sẻ rồi, Tuyển thì tóm gọn lại thôi, đó là trong một quý tới hay là triển vọng đến cuối năm thì mọi người sẽ thấy được cái triển vọng hồi phục của ngân hàng. Đầu tiên là cái cho vay sẽ ok hơn, đúng không? Sẽ tăng trưởng này. Và cái điều quan trọng nhất đó là nhấn mạnh ở đây bằng cái đồ thị này, đó là cái chi phí thì sẽ giảm. Và cái điều này thì mọi người có thể đọc trong cái báo cáo phân tích về 30 doanh nghiệp thì sẽ có những cổ phiếu này. Và chắc chắn rồi, với định giá hiện tại ở nhóm ngân hàng thì TPI khẳng định lại một lần nữa, đó là định giá vẫn cực kỳ rẻ cho đến lúc này, đúng không? Những ngân hàng ở đây, ngoại trừ số ngân hàng như ở Vietcombank thì định giá quá cao rồi, còn những ngân hàng ở đây thì vẫn là những ngân hàng định giá rẻ, và mọi người hoàn toàn có thể phân bổ một phần trong danh mục của mình được, đúng không? Chúng ta cứ cầm và chúng ta yên tâm cầm thôi. Và cuối cùng là câu chuyện về gas và TLG. Đây là câu chuyện mà tuần trước thì anh Minh đã chia sẻ mọi người, tuần này chắc là lại nhờ anh Minh chia sẻ tiếp mọi người về câu chuyện của hai cổ phiếu này. Những cổ phiếu mới thì mình nghĩ là anh sẽ chia sẻ kỹ hơn cho mọi người để mọi người gọi là có cái góc nhìn ổn hơn. Thì hai cổ phiếu này thì mình nhắc lại, đó là hai cổ phiếu mà có những cái yếu tố mới, những yếu tố mới giúp cổ phiếu tăng trưởng cực kỳ tốt trở lại, đúng không? Ngay tuần vừa rồi thì thực ra là cũng có khá nhiều thành quả đối với mọi người với những hai cổ phiếu này, nếu anh chị nào có theo dõi và có mua. Thì với gas thì mình nghĩ là câu chuyện vẫn sẽ là một, đó là cái khí LNG thì đang cái kho khí thị vải mới đi vào hoạt động năm cuối năm ngoái, đang nhập cũng khá là tốt rồi, đúng không? Sắp tới thì kỳ vọng cuối năm nay và năm sau thì sẽ là nhà máy nhiệt điện mà Nhơn Trạch 3 và 4 nó sẽ dùng LNG và tiêu thụ một lượng rất lớn, tạo ra cái tăng trưởng doanh thu lợi cho gas. Và cái thứ hai là thị trường Campuchia thì tăng trưởng cực kỳ mạnh, cũng khá bất ngờ với đa số anh em follow dầu khí kỹ, bởi vì không hiểu sao Campuchia này dùng nhiều khí LPG nhiều thế. LPG thì để làm mọi người đun nấu đấy và làm công nghiệp, nhiệt điện thì cũng có dùng một phần, và định giá thì mình nghĩ ở cái vùng cũng khá hợp lý, nó không phải dư địa nó quá nhiều được 50-70%, nhưng mà mình nghĩ đâu đấy 20-30% là được để cho mọi người có thể đầu tư với cổ phiếu blue chip cực kỳ chất lượng, đúng không? Còn Thiên Long thì câu chuyện thì mọi người biết là tăng trưởng quý vừa rồi thì rất khủng khiếp rồi, do xuất khẩu tăng cực kỳ mạnh và trong nước hồi phục. Định giá thì mình nghĩ là đang vùng rẻ với câu chuyện là PE với một cái cổ phiếu tăng trưởng thị phần bút đến 60%, đúng không ạ? Và đang xuất khẩu được cái thương hiệu riêng của mình nhé, thương hiệu riêng của mình sang các nước khác, đúng không ạ? Thì cái định giá đang ở vùng khá rẻ và người có thể phân bổ để đầu tư được. Nó chỉ mắc mỗi câu chuyện là có ông cổ đông lớn khối ngoại, ông ấy cầm nhiều, ông ấy đang bán dần thôi. Nhưng mà đợt gần đây thì lại có đối tác ông ngoại khác cân vào, đấy, cân cái lượng bán đấy. Nhưng nghĩ là nên có thể phân bổ một phần. Những cổ phiếu như Thiên Long thì nó thanh khoản thấp hơn, thì mọi người có thể phân bổ ít thôi, 10-15% tài khoản thì đó, đúng không ạ? Và hy vọng những chia sẻ vừa rồi của TVI đã giúp cho mọi người có thêm góc nhìn khách quan về triển vọng của các cổ phiếu từ nay đến cuối năm, đặc biệt là những cổ phiếu trong danh mục mà TVI thường xuyên chia sẻ mọi người hàng tuần. Đừng quên đăng ký theo dõi kênh TVI để nhận thêm nhiều video hữu ích về phân tích các cổ phiếu nhé.
Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những video sắp tới. Chúc mọi người có một cuối tuần vui vẻ, và chúng ta sẽ hy vọng là tuần sau sẽ có một tuần tích cực của VN Index nhé.